các bạn. Welcome bạn đến với nhà mới nè. Biết thế nào đây, cắt nó ra cho nó ra. Đây mày, đây chào mừng bạn ấy về nhà mới. Đi con, đây đấy, bạn này màu rất chi là đẹp. Ra đi, ngại ngùng gì nữa, rồi đến nơi rồi đó. Thiếu dinh dưỡng này, được cái đuôi trắng nhé bạn nhé. Vụ này mùa này rất khó đẻ luôn này. Đấy, lần này mùa sau là vừa đẹp luôn. Đó, em mới về ra ngoài này. Này mà phối với tư lưu thì ra con gì ta. Về tối mà cái màu bạn này rất chi là đẹp. Đấy, hôm nay tạm thời mình sẽ cho bạn ấy ra ngoài kia. Đó, màu rất chi là sáng. Mình sẽ cho bạn ấy ra đây. Thấy ra với con hypo ngoài này. Đó. Chào mừng mày về với nhà mới nha. Đó, nhìn rất chỉ là ngầu. Còn đây là em Na. Em rất hết hai phô này. Bạn ấy đang ngủ vậy đó. Hồi nãy cái bụng thố rồi. Này chắc phải đẻ 6-70 trứng gì đó. Trên này có vài em chưa chịu đẻ đây. Mày chưa chịu đẻ nữa mày. Mày là em albino T. Này là cái. Năm ngoái xả trứng rồi, năm nay dự là sẽ được khoảng 40 trứng gì đó. Còn em này chuẩn bị đẻ ra, em đang căng này. Bên trên này vài em đang trốn ở trên này. Này, đầu gạo này chắc là cũng sắp đẻ đấy.